Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha. Xin cho để chúng con sa chế cam dỗ nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Chúng con kỳ vì danh Chúa nhân từ cho các đấng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, nhận xem thay mặt Đức Chúa Trời sáng lai như vậy luôn. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận bệnh nhân Lê Thị Ẩn, là người chị em của chúng con đang mắc phải chứng bệnh ung thư phổi ở giai đoạn cuối. Chúng con cầu xin Chúa chúc phúc lành và chữa lành cho người chị em của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa chúc phúc lành cho hai sư thầy và cho tất cả những người đang có mặt ở đây. Cha cũng cầu xin cộng đồng mạng cầu nguyện cho chị Lê Thị Ẩn để được chị được mau lành bệnh trở về quê hương. Chị phụng sự Phật Pháp và chị phụng sự quê hương của chị. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. À, xin mọi người ngồi xuống nha. Ở đây cha trị bệnh cho đến hôm nay là cha trị gần một năm rồi. Thì trong một năm qua đó là cha trị những cái căn bệnh gọi là khoa học, gọi là bệnh hiểm nghèo, hay là bệnh không có thuốc chữa, hay là bệnh nan y. Còn ở bên đạo Phật thì bệnh này gọi là bệnh gì? Bệnh nghiệp. Còn bên đạo Công giáo của cha thì bệnh này gọi là bệnh đền nợ máu. Đền nợ máu. Thế thì sau gần một năm cha điều trị bệnh này thì kết quả tỷ lệ được thành công rất là cao. Còn cái kết quả mà để rớt á, thì rất là thấp. Ở đây cha trị bệnh bằng công nghệ nano. Cha trị bệnh bằng công nghệ nano. Chưa ai biết công nghệ này chưa? Sư thầy biết chưa? Chưa. Chưa luôn. Vậy thì trước khi cha nói cái công nghệ nano này cho trị bệnh cao với thấp như thế nào thì để cha nói nguyên tắc ở đây. Do bởi là ở Việt Nam của chúng ta là cái tình hình mà gọi là tự do tôn giáo đó. Thì nhà nước thì cho tự do tôn giáo. Nhưng mà về mặt đức tin của các tôn giáo thì họ không cho Phật tử hay là con chiên họ đi đâu hết. Ví dụ như con chiên thì phải đi vô nhà thờ. Còn nếu mà Phật tử thì đến chùa. Chứ còn đi đến những cái nơi nào lộn xộn là người ta không cho phép. Không, người ta không cho đây là sư thầy, là linh mục hay là những người mà đại diện các tôn giáo. Còn chính quyền người ta cho tự do tôn giáo mà. Người ta đâu có cấm cản ai đâu. Miễn mình đừng làm bậy thôi. Làm bậy thì người ta còng mình nó chịu. Vậy thì sau một năm cha điều trị ở đây thì tất cả các mọi người được gọi là các tôn giáo đều đến đây trị bệnh rất là khó. Thứ nhất là đạo Công giáo thì các giám mục linh mục không cho phép con chiên về đây trị. Còn các chùa chiền thì không cho phép Phật tử mình về đây. Rồi các tín đồ khác cũng vậy. Vậy thì nếu như mà cha chữa bệnh một cách tự do, ai tới cha cũng chữa, thì bên đạo Công giáo thưa cha, rồi bên đạo Phật thưa cha, rồi bên các tôn giáo khác thưa cha, nói rằng là cha là người quy tụ, người tập tụ, quy tụ người ta đến trái pháp luật. Do vậy mà để cho nó gọi là danh chánh và ngôn thuận để cha trị bệnh đó, thì ở đây cha đang mở một được gọi là, trong tương lai nó được gọi là nhà thương lòng Chúa thương xót. Tại sao cha dùng cái từ nhà thương? Bởi vì ở đây là mình trị bệnh không lấy tiền, cho nên được gọi là nhà thương. Mà cái từ nhà thương này là có hồi xưa chứ không phải bây giờ. Bây giờ đổi lại là nhà thương, đổi lại là bệnh viện ha, đổi lại là bệnh viện. Còn ngày xưa đó là đổi là dùng từ nhà thương. Tại sao gọi là nhà thương? Thì bởi vì ở đây là yêu thương và cho không.
Cho nên cha gọi từ nhà thương. Mà sao gọi là lòng Chúa thương xót? Bởi vì cha là người Công Giáo, cha theo Chúa, thì cha phải dùng cái từ là lòng Chúa thương xót. Chứ không lẽ giờ cha để từ nhà thương, lòng Phật thương xót, phải không? Nó không giống ai. Hay là lòng Đức Thầy thương xót, hay là lòng gì đó thương xót, không giống ai. Vậy thì cha dùng cái từ là nhà thương, là bởi vì ở đây cha cho không, gọi là nhà thương. Nhà thương giống như nhà ghét. Còn lòng Chúa thương xót là bởi vì cha là người Công Giáo. Và chính cái công nghệ này, chính cái công nghệ nano này, cha đã nghiên cứu ra cách đây là 20 năm. Cha đã nghiên cứu ra công nghệ này. Nhưng mà cái công nghệ này cha nghiên cứu 20 năm, thì đến hôm nay công nghệ này nó đã thành công. Bây giờ nó thành công, tại sao gọi là nó thành công? Bởi vì nó thành công trên bệnh nhân. Còn hiện tại khoa học thế giới, khoa học trên thế giới không biết cái công nghệ này. Do vậy mà khoa học thế giới không được phép nói cha thành công hay thất bại. Hiểu không? Vì thế giới, y học thế giới không có nghiên cứu được. Thành thử ra nó không được phép nói cha thành công hay là không thành công. Vì nó đâu có biết gì đâu mà nó kết luận cha thành công hay không. Còn cha kết luận thành công ở trên bệnh nhân, chứ không phải là cha kết luận thành công trên bàn giấy, mà cha kết luận nó thành công trên bệnh nhân. Ví dụ như con bị ung thư phổi, thì con đến cha điều trị trong vòng 2 tháng, 3 tháng, 1 tháng gì đó. Sau đó cha cho con đi lên trung tâm hòa hảo để làm cái xét nghiệm gọi là gì đó, sinh thiết. Thì khi đó con lành tính rồi, con nhận được cái giấy của y học xét nghiệm con lành tính, thì con trở về đây, cha làm cho con một nghi thức gọi là ra viện. Thì lúc đó là con lành tính, chứ con không còn ác tính. Vậy thì từ cái ác tính đó chuyển sang lành tính, vậy là người thành công hay thất bại? Cho nên cái công nghệ này là y học trên thế giới không được phép kết luận ra đúng hay sai, thì nó không có biết. Chỉ cha mới được quyền nói thôi. Trên 7 tỷ rưỡi người thì chỉ có một mình cha có quyền nói. Còn 7 tỷ rưỡi người đó không ai có quyền kết luận cha đúng hay sai, vì nó không biết gì hết. Nha. Về phía cha đã nói đó, tại sao cha khó? Cha khó là bởi vì các tôn giáo á, nếu mà cha chữa một cách công khai, chữa mà con muốn về là chữa, về là chữa, về chữa là các tôn giáo thưa cha, nói rằng cha quy tụ người trái phép. Mà thực ra ở đây cha mở cái phòng khám lưu trú như vậy là cha mở có phép, chứ không phải là trái phép. Nhưng mà do bởi cái sự ganh tị ghen ghét của các tôn giáo bạn, làm cho Phật tử của mình khổ sở, làm cho con chiên của mình đau đớn, làm cho giáo hữu của mình là quằn quại trong cơn đau khổ. Thành thử ra bây giờ bất kỳ một người nào mà đến được cha chữa trị thì phải có phép. Ví dụ như hôm nay cái cô ẩn này, cổ là Phật tử, thì cổ phải có sư trụ trì chùa dẫn về. Để mai mốt á, là bên sư trụ trì nói cha dụ dỗ cô ẩn này, thì có hai cô này làm chứng rằng là cha không có dụ dỗ, dẫn về đây mà. Bằng chứng là về ngày hôm qua, là đáng lẽ là mình sẽ nhận bệnh ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm qua là bởi vì về không cho cha hay, cho nên cha không sắp chương trình được. Thì có ai đâu điện được con? Nãy có ông cha ở Sài Gòn, ông cũng điện cha, ông điện không được, ông nhắn tin ông nơi. Có ông cha Sài Gòn nhắn tin nơi, kính thưa cha Tường, con là linh mục ở Sài Gòn, cha có thể cho phép con nói chuyện ít phút được không? Cha mở ra cha thấy cha cũng không điện lại được, tại cái máy cha nó không có tiền cho chịu thua. Cha thành công vô cùng. Cha mở ra cha thấy đó, nhưng mà cha không điện lại được. Thì tóm lại con điện không được, chuyện nó bình thường, không có lạ. Thành thử ra khi con đi tới đây thì cha đâu có sắp chương trình cho con được. Cho nên đáng lẽ là cha sắp cho con 10 giờ, nhưng mà cha phải sắp lại 11 giờ. Mà khi cha sắp cho con 11 giờ, cha phải dẹp hết máy cài, máy suốt, để nó ồn quá lẽ cha nói chuyện không được. Nãy giờ cha đi ra là cha biểu thù mày đi chơi hết. Sau khi cha giảng dạy xong rồi trả lời cắt lúa tiếp, làm đường tiếp. Vậy thì mình cũng phải tranh thủ để cho các thợ người ta làm. Mình nói xong rồi các thợ người ta quay trở lại người ta làm đi, trời mưa. Vậy cha nói lại một lần nữa, người Công Giáo muốn được khám mình ở đây phải có đức giám mục đưa về. Không có khó, tại vì bây giờ nếu linh mục dẫn về là đức giám mục treo chén linh mục.
Cho nên ông Đức Giám Mục phải chịu trách nhiệm trước cái bệnh tật của con chiên mình. Mà theo lời dạy của Đức Chúa đó, là ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ. Rồi á, Chúa Giêsu nói là người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau yếu mới cần. Như vậy hiện tại nếu các linh mục mà đưa con chiên về đây, thì các giám mục sẽ treo chén các linh mục. Như vậy thử hỏi con coi, cha là người làm cái chương trình yêu thương nhà cho không? Cha đâu có lòng nào mà đứng nhìn thấy một ông cha bị treo chén giống như cha. Phải không? Thà là cha không chữa bệnh cho con chiên để được ông cha đó không bị treo chén. Còn nếu cha nhận một cơn bệnh mà ông cha đó dẫn về, thì ông giám mục phải treo chén ông cha đó. Vậy cha không có lòng dạ nào mà nhìn thấy ông cha bị treo chén. Vì cái chương trình này là Đức Giám Mục không cho phép. Đức Giám Mục cho rằng ông cha Tường là đi sai giáo hội Công giáo. Cho nên Đức Giám Mục treo chén cha rồi, thì thôi thì treo chén cha thì cha dạ. Nhưng mà cha không chấp nhận treo chén các cha khác. Thôi thì cái kết quả này, người Công giáo bị quằn quại trong cơn đau đớn là do giám mục chứ không phải do linh mục. Do giám mục, do hồng y, do giáo hoàng. Nhưng mà bắt buộc bất kỳ một bệnh nhân nào, Công giáo nào đến đây phải có giám mục đến xin phép cha. Chứ không phải đến đây là được cha chữa. Mà đến đây là phải nói như thế nào cha nghe được, cha mới chữa cho. Bởi vì anh đã sai mà anh không chấp nhận anh sai. Anh đã hư thối mà anh không chấp nhận anh hư thối. Trong khi bây giờ đạo Phật người ta ăn chay, đạo Cao Đài người ta ăn chay, đạo Hòa Hảo người ta ăn chay, đạo Tinh Lành người ta, Tinh Lành ăn động vật. Quên chứ thục lại. Chỉ còn cái đạo Tinh Lành với đạo Công giáo là bây giờ là chỉ còn ốc sên nó kêu bằng bù lông con tán nó không ăn thôi. Còn ốc sên nó cũng ăn, cái gì ăn được là nó ăn. Mà hiện tại là người ta, con người ngày hôm nay người ta sợ vô cùng cái chuyện ăn. Mà trong khi đó Chúa không cho ăn, Kinh Thánh không cho ăn, khoa học không cho phép chúng ta dung nạp động vật. Mà đạo Công giáo lại ăn một cách vô tội dạ. Khi mà một giám mục mà đưa con chiên về tới đây, thì Đức Giám Mục đâu phải xin phép cha được. Tại sao? Tại vì Đức Giám Mục đó không nhận ra cái ăn cây cỏ mang hạt giống là đúng. Thì nếu anh không nhận ra thì anh chết và con cái anh chết. Thế thì cha muốn nói một điều gì? Hiện nay nhân loại đã đi sai cái con đường. Đạo Công giáo sai thì cha không nói, mà đạo Phật cũng sai luôn nữa. Đạo Công giáo thối rùm thì cha không nói, mà đạo Phật cũng thối rùm luôn. Thối rùm ở chỗ nào? Đức Phật dạy mình không được sát sanh hại vật. Đúng vậy không? Vậy mà giờ nó chia ra hai phái, Nam Tông, Bắc Tông. Bên này ăn mặn, bên này ăn chay. Mà trong khi Đức Phật không cho sát sanh, thì ăn chay còn sát sanh không? Chai trường, chai kỳ, chai ngày, chai tháng, chai năm. Chai trường thì không sát sanh, mà chai kỳ, chai ngày, chai tháng sát sanh đâu. Đùng đùng thư thối hết. Và cũng chính vì cái chỗ hư thối này mà hiện nay mấy sư cô này ngồi đây để đưa bệnh nhân tới. Chứ nếu như mà không hư thối, mấy sư cô ở nhà chữa bệnh rồi, chứ đem tới đây làm chi? Ở đây cha không nói cha hay hay cha dở, nhưng mà cha nói vì mọi người đã sai đường, cho nên thiêng liêng không có đường để mà chen vô trong con người. Ơn Chúa đó, được gọi là ơn Chúa, ơn Phật đến với mình không được, đến với mình không được. Còn riêng đối với cha đây, ngày hôm qua cha là người Công giáo, cha là linh mục Công giáo, cha có cái ngay, có họ đạo mà. Tiền người ta đưa tới túi cha, thức ăn người ta đưa tới răng của cha. Nhưng mà cha dẹp bỏ hết tất cả mọi thứ đó để cha trở về quê hương, cha ăn cây cỏ, cha ở cái nhà lá như thế này, để cha trị bệnh cho mọi người. Rõ ràng là cha đang đi theo cái thánh chỉ của Đức Chúa Trời, cho nên cha mới làm được cái chuyện này.
Vậy thì nếu như tất cả mọi người chúng ta mà đi theo con đường này thì cha nhất định ai cũng sẽ làm được hết, chứ không phải một mình cha. Ai cũng sẽ làm được hết. Nhưng tại vì mình cứ theo ông bà tổ tiên của mình, ông bà dạy ăn chay tháng 10 ngày thì mình ăn 10 ngày, ông bà dạy ăn chay tháng 2 ngày thì 2 ngày, ông bà dạy ăn chay trường thì ăn chay trường, ông bà dạy ăn động vật thì ăn động vật, không có suy nghĩ gì hết. Có hay vậy không? Không suy nghĩ gì hết. Rồi dịnh vào cái cuốn kinh thánh đó, rõ ràng Đức Phật nói không được sát sanh hại vật. Cái chỗ này rõ hay là không rõ? Rõ như ban ngày vậy đó. Mà đứa thì nam tông thì ăn mặn, bắc tông thì ăn chay, mà chay nó chia ra chay kỳ, chay ngày, chay trường, chay tháng, chay năm. Chúa ơi, lời Phật ở đâu? Còn bây giờ nói tới lời Chúa. Đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ trái mang hạt giống làm lương thực cho các ngươi. Rõ hay vậy? Rõ hay không rõ? Đó là Đức Chúa Trời là ngôi thứ nhất. Ngôi thứ hai là Chúa Giê-xu nói anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ăn ở chỗ nào? Ăn ở chỗ nào? Rồi Chúa Giê-xu nói với các phong đồ khi thầy đi rồi thì các con phải ăn chay. Vậy chỗ nào là chỗ ăn cá đâu? Chỗ nào là chỗ ăn động vật đâu? Rõ ràng là nhân loại đi sai hết. Vì chính vì cái chỗ nhân loại đi sai đó nó mới lòi ra ông cha Tường ngay chỗ là công nghệ nano. Mà ông cha Tường còn lòng từ bi lớn lắm. Nếu như Thiên Chúa mà không cho ông cha Tường có một cái sứ mạng này thì tự động tự khắc ông cha Tường lên rừng lên núi ông ở mình ổng. Nhưng vì ổng còn cái sứ mạng để cứu người cho nên Chúa mà khải cho ổng cái công nghệ nano. Công nghệ nano. Công nghệ nano này trong tương lai cha sẽ viết thành sách. Cha sẽ in ấn cho tất cả mọi người 7 tỷ rưỡi này. Ai đọc được thì đọc để người ta tự cứu lấy người ta. Còn bây giờ cha nhìn thấy rồi, bệnh ung thư là đi đâu? Đi chết hết. Hãy nói tới nan y là đi chết, nan y là đi chết. Đấy, tai quan đi về chữa đó. À, tai quan là Đài Loan đó. Đài Loan đi về đang nằm đây nè, đang nằm ở đây chữa bệnh. Ý cha muốn nói gì? 196 quốc gia, không có quốc gia nào mà chữa được cái bệnh ung thư này hết. Tại sao? Tại vì nhân loại đang sai đường. Cho nên Thiên Chúa không thể nào mà đưa ơn Chúa vào con người được nữa. Nhân loại đang sai đường. Ở đây cha nói đạo nào cũng hư thối hết. Không có đạo nào trúng hết trơn, hư thối hết. Mà Đức Phật không hư thối, Đức Chúa không hư thối, chỉ có những người mà dưới Đức Phật, dưới Đức Chúa hư thối. Cha nói hôm nay có mấy người nghe thôi, nhưng mà ngày mai cha lên mạng hàng triệu người nghe. Cha đâu có sợ đâu, cha nói trúng mà. Vậy cha nói lại một lần nữa, cha chữa bệnh cho tất cả mọi người. Cha khó là bởi vì mọi người đang khó với cha, chứ không phải là cha khó. Vì mọi người khó, mọi người làm khó cha, cho nên cha không thể nào cha chữa bệnh được. Vậy thì cha phải đặt ra cái quy tắc, cho nên mọi người phải thông cảm cho cha. Còn nếu như mọi người không làm khó cha, cha có đặt ra quy tắc này không? Tất cả mọi người ai đến chữa cũng được. 30 con ruộng này cha cho ngoài ruộng cũng được, chứ đâu phải là khó đâu. Nhưng mà tại vì mọi người đang khó với cha thì đương nhiên cha phải ra quy tắc này nha. Và cái quy tắc này khó vô cùng. Quy tắc này giờ kiếm cha không được, lại tới nhà mới thấy ổng ở đâu thôi, chứ còn không bao giờ điện kiếm được hết. Nói vậy là, nó là như vậy. Cái này là gọi là gậy ông đập lưng ông. Gậy ông đập lưng ông. Còn ông cha Tường á, ông đâu có quan trọng ai không. Ai chết kệ ai, ai sống kệ ai. Ông cha Tường cũng chỉ là nói theo đạo Phật là ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Đúng không nè? Nói theo Đức Phật á, là hãy tự mình thắp đuốc mà đi.
Nói theo đạo Chúa đó là hãy tự mình hãy cứu lấy mình. Vậy thì cha chỉ cần làm như đó là đủ rồi. Cha tự cha cứu lấy cha tự cha thắp đuốc cha đi là đủ rồi. Cần gì cha phải đi chữa những người này? Cần chi vậy? Đó. Vậy thì rõ ràng ngay cái chỗ này là nhìn ra một cái điểm là về mặt đức tin là Thiên Chúa muốn ông cha Tường đang làm điều này. Về mặt khoa học thì nhân loại thấy nơi ông cha Tường có một điểm sáng cho nên người ta không bỏ. Ca dao tục ngữ có câu giấy rách còn phải giữ lấy lề. Đúng vậy không sư? Chẳng lẽ ông cha Tường chữa được ung thư mà thế giới bỏ ổng sao? Phải không nè? Mà rõ ràng thế giới không bỏ. Hiện tại bây giờ cái phòng khám này, hiện tại bây giờ cái ông bác sĩ Đông Y Nguyễn Văn Đồng là giám đốc ở tại phòng khám này, mà ổng là người Việt Nam quốc tịch Mỹ, 30 năm ở Mỹ, mà ổng biết 7 thứ tiếng hay là 9 thứ tiếng gì đó. Ổng từng ngồi đây nhận bệnh rồi. Đó, ông nhận Taiwan rồi đó, thấy không? Nhận một ca ở bên Đài Loan rồi. Ông biết 7 thứ tiếng rồi. Vậy thì cái nơi này là cái nơi mà Thiên Chúa đang muốn làm một điều gì đó, nói theo đức tin. Còn nói theo khoa học, nói theo nhân loại thì giấy rách còn phải giữ lấy lề. Ông cha Tường như thế, anh bỏ chứ tôi không bỏ. Phải vậy không nè? Anh chê ông dở chứ tôi không chê ông dở. Nói theo đạo Phật thì anh không đủ duyên với ông, nhưng tôi đủ duyên. Phải vậy không? Anh thiếu duyên với ông, nhưng tôi đủ duyên với ông. Anh thấy ông anh ghét, nhưng mà tôi thấy ông tôi thương. Đó. Còn nói theo đạo Chúa thì bây giờ là đó là ý trời. Còn nói theo nhân loại ca dao tục ngữ thì giấy rách còn giữ lấy lề. Chẳng lẽ ông cha Tường cũng làm như vậy mà mình không hưởng ứng uổng quá. Đó là như thế nha. Vậy cha nói lại, về phía đạo Công giáo là phải có đức giám mục đến đây và phải xin cha được chữa trị cho con chiên của mình. Còn nếu không, các giám mục đã đi sai lời Chúa. Chúa Giê-xu nói ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Câu này nặng nề với các giám mục dữ lắm ạ. Chúa Giê-xu nói người khỏe mạnh cần đến thầy thuốc, không cần thầy thuốc. Người đau yếu mới cần. Con chiên của mình nó đang quằn quại trong ung thư mà mình không dẫn nó về là mình nặng nề nề với Chúa dữ. Cha thấy mệt mỏi cho hàng giám mục Hồng Y và giáo hoàng dữ lắm. Cha thấy mệt mỏi quá lẽ rồi. Và bây giờ không ai có thể làm cho cha thay đổi cái luật pháp này được hết. Vì anh đã làm khó tôi, cho nên bây giờ anh phải gánh cái đó. Gậy ông đập lưng ông là chỗ đó. Đó. Vậy người Công giáo không trách cha được. Còn người đạo Phật thì Đức Phật dễ lắm. Hễ mày tu được thì cứ tu. Hễ mày bệnh thì tao từ bi hỷ xả vậy mày. Phải vậy không? Mấy sư cô này tao cứ từ bi hỷ xả, từ bi hỷ xả. Hễ ai đến, Phật tử đến mà sư giúp con được thì sư cứ giúp. Còn đạo Công giáo không có đâu. Chết. Chết hết. Đúng như lời của cha nói là chết chùm, chết chung. Rồi chết xong rồi xuống chùm, xuống chung, xuống dưới á. Xuống chùm, xuống chung ở dưới. Rồi chết chùm, chết chung ở dưới. Nói đi nói lại người Công giáo cũng lọt kẻ vô đây hoài. 4-5 người Công giáo trong này lọt kẻ. Mà lọt kẻ có ông cha huynh dắt về, chứ không phải lọt kẻ là tự đi về. Cũng lọt kẻ luôn đó. Bây giờ cha nói một chút, cha nói một chút với con về cái công nghệ này nha. Tại sao mỗi một lần cha nhận bệnh cha phải dạy kỹ lưỡng? Tại sao? Tại vì tất cả mọi người hoàn toàn mới mẻ với cái công nghệ này. Không ai hiểu được công nghệ này hết. Do vậy mà hôm nay cha dạy cho tất cả mọi người cái công nghệ này, kể cả hai sư thầy, sau này về dạy lại cho hàng đệ tử chúng sinh của mình để họ tự chữa bệnh nha. Cái công nghệ nano này, nano na là tiếng Việt, na là tiếng Việt đâu có nghĩa gì, na có nghĩa gì không, nô có nghĩa gì không, nô này là tiếng Anh chứ không phải tiếng Việt. Tiếng Anh không có, tiếng Việt không có chữ nô. Tiếng Việt có chữ gì? Chữ nô tiếng Việt là chữ không. Mà chữ nô này không có trong tiếng Việt. Còn chữ na này không có tiếng Việt. Chữ na này không có tiếng Việt. Vậy cái chữ nano này ráp lại
Nano này là tiếng Hy Lạp. Nano này là tiếng Hy Lạp. Nano có nghĩa là dịch nghĩa ra. Nano dịch nghĩa là thằng lùn. Nano nghĩa là thằng lùn, là nhỏ xíu. Nhỏ xíu. Hay được gọi là cực nhỏ. Cực nhỏ. Giờ cha lấy ví dụ cực nhỏ nè. Bây giờ cha cầm cục phấn này nha. Bây giờ cha kéo xuống. Thấy bụi phấn nó bay không? Bụi phấn nó bay nó nhỏ chưa? Bụi phấn nó nhỏ chưa? Đó, bụi phấn nó bay đó, nó nhỏ chưa? Như vậy cái chữ nano này nó nhỏ hơn cái bụi phấn nữa. Tức là đây nè, bụi phấn nó bay nè. Đó. Vậy mà cái chữ nano này nó có nghĩa là nhỏ hơn cái bụi phấn đó nữa. Vậy thì cái bụi phấn này còn bay bổng mà cái chữ nano nó nhỏ hơn cái bụi phấn. Vậy thì nó nhỏ quá thì nó trở thành gì? Nó trở thành nước. Thế nè, nó nhỏ quá rồi thì nó trở thành nước, nó không còn nữa. Vậy chữ nano này cha nói nó là tiếng Hy Lạp, có nghĩa là thằng lùn, là cực nhỏ. Ha. Mà nó nhỏ hơn cái bụi phấn. Vậy thì cái công nghệ nano này được nghiên cứu với một giáo sư tiến sĩ Trần Kim Thạch, viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học New York ở Mỹ. Đã từng, cha với ông này từng nghiên cứu cách đây 20 năm. Và hiện giờ cha đang thành công trên cái công nghệ nano này để chữa nan y. Ha. Chữa nan y. Vậy thì mình nói mình chữa bệnh nan y bằng công nghệ nano. Nếu mình nói như vậy thì không ai hiểu á. Vì cái công nghệ nano này, nano hồi nãy cha nói nó là thằng lùn, nó là cực nhỏ, nó nhỏ hơn cái bụi phấn thì nó là nước. Nó là nước. Vậy thì cơ thể của một con người, cơ thể của một con người khi mà bất kỳ một cái chất gì vô cơ thể phải là nano, phải trở thành nước. Thì khi nó vào trong này nó mới hợp thức hóa được. Tại vì sao? Tại vì ở trong cơ thể con người, giờ cha lấy cha ra làm thí nghiệm, ở trong cơ thể cha có 70% là chất lỏng, 30% là chất rắn. Chất rắn có nghĩa là gì? Chất cứng á. Ví dụ như mình đổ nước vô cái ấm mình nấu. Mình nấu rồi bắt đầu nó sôi lên rồi mình chắc ra mình uống. 5-3 ngày sau thì cái ấm nó có động lại gì không? Ở dưới đáy ấm có gì không? Chất đó gọi là chất gì? Chất cứng á. Không nè, trong nước nó có chất cứng. Vậy thì trong cơ thể của con người 70% là nước, 30% là chất cứng. Chất lỏng và chất cứng, chất rắn. Vậy thì khi một con người mà bị bệnh rồi thì chúng ta dùng cái công nghệ nano này, chúng ta đưa vào đây, chúng ta đưa vào cơ thể con người này, thì từng bước cơ thể con người này nó sẽ được phục hồi. Ở đây cha không có thời gian, cha chỉ nói đại khái qua vậy thôi. Rồi sau này á, cha sẽ mở một cái chương trình để cha dạy công nghệ nano này từ đầu cho tới đuôi. Mấy sư nên có thời gian đi học để cứu người. Bây giờ cha nói cái kết quả của công nghệ nano, kết quả cha nói kết quả thôi, còn cái chuyện mà từ đầu tới đuôi á là cha chỉ nói sơ vậy thôi. Bây giờ cha nói kết quả của công nghệ nano. Kết quả này là thành công bao nhiêu, kết quả thành công bao nhiêu đó, chỗ này mới quan trọng ha. Kết quả thành công bao nhiêu. Bây giờ một là thành công đối với người lớn. Người lớn được gọi là người trưởng, trưởng thành. Bây giờ nó sẽ thành công với người lớn được bao nhiêu? Một nhỏ. Cái người lớn này, nếu anh đến đây anh chữa bệnh bằng công nghệ nano mà anh trung thành theo cái phác đồ nano này thì nhất định anh sẽ thành công. Thành công 90%. Còn lại 10% là do bởi anh đến trễ quá, chữa không kịp.
Vì hồi nãy cha nói cơ thể con người là có bảy phần là nước, ba phần là chất cứng. Cho nên khi cha đưa công nghệ nano vào cơ thể con người là bảy phần là nước là nó hợp thức liền. Nhưng mà nước này phải là nước thuốc, chứ không phải nước lạnh, không phải H2O, không phải H2O. H2O này là nước không có chất gì. Vậy người lớn được gọi là người trưởng thành, mà nếu mà áp dụng công nghệ này thì thành công 90%, mà thất bại 10%. Lý do là anh về đây quá trễ. Mà nếu áp dụng đúng cái công nghệ này nha, còn nếu người lớn, người trưởng thành mà về đây chữa bệnh mà không đúng công nghệ này thì thất bại bao nhiêu? Thất bại bao nhiêu? 100%. Thất bại 100%. Tại vì anh không theo công nghệ này mà anh thất bại liền. Thế nè, nếu áp dụng theo công nghệ này thì thành công 90%, thất bại có 10%. Lý do là thất bại này là tại vì anh về trễ quá. Bây giờ cha thử hỏi hai cô Đài Loan, con thấy bố chồng con khỏe chưa? Có phải là thành công 90% không? Nếu mà tháng nữa con đưa về có phải thất bại không? Con tự động có hiểu liền. Ông Phạm Thiết có phải là thành công 90% không? Thất bại có 10%. Mà nếu mà 1 tháng sau mới đưa ông về nó chết luôn, cứu kịp. Cứu không kịp. Vậy cái công nghệ nano này nó thành công kinh khủng như vậy. Cha nói đây là những người nuôi bệnh rồi, đồng ý không? Ông trưởng ấp ở Cà Tum có công nhận không? Bà trưởng ấp có công nhận không? Đó, hôm nay chồng bà khỏe rồi, ông trưởng ấp khỏe, mai mốt ông về ông làm trưởng ấp. Chứ ông đang làm trưởng ốc môn bệnh vậy rồi ai mà làm trưởng nở cho ông sao? Ấp về tới nở. Vậy cái công nghệ này nếu áp dụng như cha nói mà về kịp thời là thành công 90%. Còn 10% là nó phá, nó nghe theo. Còn nếu mà nó theo công nghệ này là thành công 100%. Nhưng đừng về trễ quá. Vậy nó còn 10% thất bại. Vậy cái 10% thất bại này là do người bệnh chứ không phải là do công nghệ. Do cái người bệnh ha, là áp dụng với người lớn, là người trưởng thành nha. Rồi khi thành công rồi, khi anh thành công rồi, như vậy là thành công được bao nhiêu cha nói rồi. Khi anh thành công rồi, tức là khi anh hết bệnh rồi đó, thì anh trở về, anh không còn cái người là lớn, người trưởng thành nữa, mà anh trở thành cái người là đã mang một cái di chứng là ung thư. Dù cho anh hết bệnh nhưng anh vẫn phải theo cái pháp đồ công nghệ nano này là ăn thức ăn bằng nước. Thức ăn bằng nước có nghĩa là cây cỏ mang hạt giống, mà đạo Phật gọi là ăn chay trường, hiểu không? Tức là không đụng tới động vật, là anh tiếp tục anh sống nữa. Giống như cha nói cái câu thơ Dí Dòn đó: không chồng đi dọc đi ngang, có chồng thì phải thẳng một đường mà đi. Vậy thì ngày xưa, ngày hôm qua anh không có ung thư thì anh muốn ăn gì cũng. Hôm nay anh đã ung thư mà trị hết ung thư rồi, anh sẽ về cứ thẳng một đường mà. Thẳng một đường mà ăn theo công nghệ nào luôn. Là ăn chay trường, theo đạo Phật. Còn theo đạo Chúa là ăn cây cỏ mà hạt giống. Vì giáo hội Công giáo không hiểu chỗ này, cho nên bây giờ giáo hội Công giáo mới chết. Bây giờ hai cái bà đạo Công giáo, hai bà công nhận chỗ này không? Có phải rõ ràng cha nói đúng không? Mà rõ ràng là họ không nhận ra cái điều này. Trời ơi, thôi chết con, cha chịu thua. Và cha tự mình thắp đuốc mà đi, và cha tự cứu lấy cha. Chuyện gì mà cha phải chữa bệnh như vậy? Cha chữa bệnh cho con là cha từ bi với con, đúng vậy không? Cha từ bi với con, cha đứng đây cha nói chuyện với con là nó thiệt tình với con, là cha thương con. Giờ này cha không đứng đây được không? Cha đi chơi được không? Phải không? Mà cha đứng đây cha phải nói khô nước bọt của cha là rõ ràng cha đã thương con dữ. Làm sao? Bà Vì thấy làm sao? Ông đang hỏi con là mùi gì? Con còn mùi thuốc. Chứ không mùi cá à? Vậy cha nói thiệt, cái công nghệ này nó trưởng thành với người lớn. Nhưng mà người lớn mà không theo công nghệ này thất bại 100%. Mà nếu đưa về trễ quá thì cứu không kịp. Mà nếu mà theo công nghệ này là thành công 90%. Mà một người mà bây giờ cho nói con nghe, con đi bệnh viện rồi con xuất viện về, người thân hỏi con hết bệnh chưa, nói tao khỏe khỏe rồi, là đã thành công rồi. Rồi từ từ con chữa tiếp là hết.
đâu nhất thiết là con phải hết 100% ở đây, nhưng mà ở đây cha chữa hết 100% lành tính thì cha mới cho nhiều. Nhưng với điều kiện là phải theo công nghệ này, con hiểu không? Theo công nghệ này là con ăn cháo được không? Hai bữa mà con dặn này với ống là bị đuổi nha. Con nhớ nè, con được đến đây chữa bệnh là phần phước con còn. Hai sư thầy đang ngồi đây để mà nghe ngóng, để mà cầu mong cho con được hết bệnh. Mà con đã đến đây với một cái nghiêm túc như vậy mà con bỏ cái công nghệ này con về là lúc đó con không được hối hận nữa. Người ta đã cứu con tới đây thôi. Từ đây tới đó con phải theo cái phác đồ chứ không ai cứu được con nữa. Phải vậy không sư? Người ta chỉ đưa con xuống xuồng thôi. Ê, con qua bên sông rồi, con qua bờ bên kia rồi, tự động con sống chứ đâu có cái chuyện mà người ta phải nâng đỡ con suốt đời người ta được. Mấy sư thầy với hai giáo này nè, đưa con đến đây là ta đưa con đến bờ rồi. Thì lên tới đây rồi tự con theo các thầy mà con nghe lời các thầy mà con sống. Còn con không nghe là con chết. Mà con đã đến đây rồi mà nếu con có chết con cũng phải bình yên. Vì con ơi, cái phổi con bây giờ là nước không, nó chưa có huyết khối lại, nó chưa có đóng băng lại thôi. Cái lá phổi con như thế này nè. Cha hỏi con ơi, thế giới nào mà trị nổi cho con? Mà có ai mà dám lãnh cái bệnh con như vậy không? Nếu cha không có công nghệ nano này thì không ai dám nhận con hết. Mà nếu cách đây 20 năm mà cha không hợp tác với ông nhà khoa học nước ngoài, ông giáo sư tiến sĩ Trần Kim Thạch, một cái đại thụ của ngành khoáng địa chất Việt Nam, thì cha cũng không dám nhận con. Năm nay cha 40 mấy, gần 50 tuổi rồi. Cách đây 20 năm cha đã sống với nhà khoa học nước ngoài, cha mới biết được những chuyện này. Chứ đâu có đơn giản mà cha biết được không? Vậy sau khi một người lớn mà trưởng thành thì theo phác đồ thì thành công 90%, thì 90% về coi về nhà con sống được rồi. Ví dụ như bây giờ hai chân con hết nhất nhưng mà đi què què sống được không? Tôi đi vô tôi chữa bệnh hai chân tôi liệt luôn, tôi đi không được, tới chừng tôi về tôi đi nhắc nhắc đã thành công chưa? Phải không nè? Tự mình giúp mình được là thành công thôi đó. Vậy đó. Vậy thì để thành công 100%, anh phải theo cái phác đồ này sau khi bệnh. Tức là sau, trước công nghệ, công nghệ và sau công nghệ. Trước công nghệ là anh phải hiểu, anh phải hiểu được cái công nghệ này. Rồi công nghệ là khi anh đang trị bệnh. Rồi trị bệnh xong rồi sau công nghệ là anh phải thi hành cái công nghệ này. Trước, ngay và sau. Không nè, gọi là trước công nghệ, rồi công nghệ, rồi cái từ sau ta gọi là hậu công nghệ, hiểu không? Với ai gọi là sau công nghệ, ha? Hậu công nghệ. Thì cái hậu công nghệ là khi con làm 90% rồi con trở về con thực thi công nghệ này nữa là con bình thường. Nhưng mà con ơi, khi con đã bệnh ung thư rồi thì cứ thẳng một đường công nghệ mà đi. Giống như con đã có chồng rồi thì cứ thẳng một đường mà đi bại chồng chữ. Ăn bậy thì cái cơ thể mình nó bệnh lại. Đúng không nè? Con hiểu chưa? Nè. Nó tới rồi đó. Mình cắm nó hết được rồi. Cắm chút. Bây giờ cái điểm thứ hai là cái công nghệ này nó sẽ thành công đối với người lớn như vậy rồi nha. Bây giờ đối với thiếu nhi hai lớn. Đối với người thiếu nhi gọi là người gì? Người nhỏ đi. À, thiếu nhi đi, ai biết rồi, từ diện được người nhỏ đi nha, vậy gọi là dưới tuổi thành niên, phải không? Dưới tuổi vị thành niên, cái chữ thành viết sao thì viết đại đi. Dưới tuổi vị thành niên, cái công nghệ này không thực hiện cho các em bé này được. Cái lý do là như thế này nè, bây giờ ở đây ai cũng có con hết rồi, phải không? Trừ hai sư thầy ra thôi, có chưa? Mà nó có nghe bà chết liền. Ai cũng có em bé hết, ai cũng có con nhỏ hết. Vậy thì từ 0 tuổi cho đến 15 tuổi mình cho nó uống thuốc, nó chịu uống không? Nó khó uống hay dễ uống? Nó khó dữ lắm. Vậy thì ngày hôm qua có một người điện cho cha: cha ơi, con của con năm nay là 2 tuổi rưỡi, là mới đẻ được 2 năm rưỡi thôi. Hỏi bây giờ con đem con của con xuống cho chữa bệnh. Cha nói đem xuống đi. Nít mà. Hỏi bệnh gì con? Ung thư con mắt. Ung thư con mắt. Ờ không?
Thế thì cha nói với nó, không được đâu con, em bé cha trị không được. Vì lý do cái công nghệ của cha uống một ngày mấy lít nước lận, em bé nó đâu có chịu uống. Không nè, nó uống chơi chừng hớp vậy thì được. Không nè, con biểu nó uống một ngày 2 lít nước nó uống nổi không? Không nổi, mà cơ thể nó chịu cũng không nổi luôn. Vậy cái công nghệ nano này không thành công đối với người nhỏ, nhưng cha sẽ làm cho nó thành công. Mà đâu có ai phụ cha đâu, cha làm. Cha sẽ làm cái công nghệ này cho em bé thành công, nhất định cha làm thành công. Vậy thì bây giờ cha sẽ làm sao để chữa được em bé từ 0 tuổi cho đến là 18-20 tuổi? Những đứa đó nó chưa đủ trí tuệ, nó đâu có muốn sống, hay là nó đâu ý thức là sống chết. Nó không biết, chết thì cũng được mà sống cũng được, không sao cả. Hơn nè, nhưng mà bây giờ cha sẽ làm cái công nghệ này cho em bé thành công. Đối với người lớn, người trưởng thành cha nói rồi, dễ rồi. Bây giờ đối với em bé này muốn thành công dễ lắm. Bây giờ cho nó uống nước, nó không uống thì cha sẽ sản xuất ra thuốc viên. Em bé thuốc viên nó dễ uống không? Dễ uống dữ lắm. Cha chỉ cần sản xuất ra thuốc viên là em bé nó uống là cha trị được từ 0 tuổi cho đến 20 tuổi. Nếu đứa nào mà nó khó uống là cha cho uống thuốc viên. Cha bẻ thuốc viên ra, cha quậy nước ra cho uống, hoặc là cho nó uống nguyên viên luôn. Rồi cho nó uống nước vô là nó thành công. Nhưng cái thuốc viên này phải là một cái nhà máy sản xuất. Kinh phí của cái nhà máy này là 5 tỷ đồng. Kinh phí của nhà máy sản xuất để trị em bé từ 0 tuổi cho đến 20 tuổi là 5 tỷ đồng. Vậy thì cha nói tụi con nghe, bây giờ trên thế giới này từ 0 tuổi cho đến 20 tuổi ung thư đầy hết, không thuốc chữa. Mà cái nhà máy này 5 tỷ đồng để chữa tuổi này có lớn không? Hả? Cái nhà máy 5 tỷ để mà sản xuất ra thuốc cho em bé này uống á, hàng triệu em bé trên thế giới này á, đâu có lớn. Phải không? Đúng vậy không? Cứu một mạng người bằng xây 10 cái nóc chùa mà. Một cái nóc chùa là 5 tỷ đồng rồi. Đúng nè. Nếu cha có được 5 tỷ đồng, cha sẽ cứu được em bé từ 0 tuổi cho đến 20 tuổi. Còn bây giờ cha không thể cứu được gì đó, không chịu uống. Hiểu chưa? Giờ cha không thể cứu được, giờ cha có thể cứu được người lớn thôi. Đó. Còn đến khi em bé thì chừng nào cha có được 5 tỷ đồng trong tay, cha sẽ làm cái nhà máy sản xuất thuốc này. Lúc đó cha định liệu cho em bé uống là chắc chắn cha sẽ cứu được ung thư. Còn ngay bây giờ cha cứu không được. Thì rõ ràng nãy giờ cha nói công nghệ nano này, người lớn, người trưởng thành, người nhỏ, em bé xong hết rồi. Thì bây giờ cái điều quan trọng là chỗ này. Mỗi ngày cha sẽ nấu một chút. Rồi trong đó đến một ngày nào đó cha sẽ đưa ra một cái gọi là một cái bài dạy của cha là phương pháp chữa bệnh nan y bằng công nghệ nano. Nhưng mà có thể tự ở nhà con chữa được, chứ không cần phải đến cha nữa. Nhưng mà để cha ra được cái công nghệ này, cha viết sách thì phải cần cho cha có một thời gian thì cha mới viết sách. Xong xuôi rồi cha sẽ in sách này ra, cha in cho toàn thể nhân loại để dùng cái công nghệ nano này để chữa bệnh cho tự chữa bệnh. Chứ đâu có chuyện mà từ Hà Nội vô đây ha, cực khổ lắm. Chồng nào khỏe không? Ở đó ngon lành rồi đó ha. Bà này từ Hà Nội vô đây nè. Còn bà kế là từ Taiwan gì đây. Còn mình nữa từ cô này đâu? Dũng Liêm mà Trung Hiếu cái bên đây mà đi bộ còn tới mà có gì đâu nha. Vậy thì cha đã nói công nghệ này rồi ha. Bây giờ có một điều cha nhắc con đi. Con hãy nhìn thấy tất cả những người trên bàn này, ai cũng muốn cứu con hết. Vì thế con không phụ được ai hết, không phụ lòng ai hết. Con hiểu không? Nếu con muốn sống, con phải cố gắng theo các thầy, để các thầy chỉ cho con cái cách để sống. Và tất cả những người mà dẫn con đến đây là con phải sống tốt để có hết bệnh, là con không phụ lòng những gì thầy nha. Đó là điều cha nhắc con nha. Còn con trật phát đồ là con sẽ bị đuổi ngay. Con hiểu chưa? Có ai nuôi con không? Rồi ngược lại, cha nhắc con một lần nữa. Hiện tại là con có pháp danh, con là Phật tử ở chùa. Sau cái chứng bệnh này, sau khi con hết bệnh rồi, con về con phải
coi chùa là nhà của con. Con phải vào đó dâng hoa cúng Phật, quét dọn, con làm đủ kiểu để con trả ơn cho Phật. Con hiểu chưa? Cái này con không phải trả ơn cho ai hết, nhưng mà con phải cái khúc thừa lại của con, tức là cái thời gian sống còn lại của con phải dâng hết cho Phật nha. Con làm được điều này không? Cố gắng nha. Con có gia đình không? Con có gia đình không? Thì con phải cố gắng. Khúc sau con phải dâng hết cuộc đời, tâm hồn, thân xác, thời giờ, sức khỏe, trí khôn cho Phật, để đáp lại cái tình thương mà Phật đã gia hộ cho con qua hai vị này đi. Và hai vị này là những người giống như là Bồ Tát cứu con người, kể cả hai vị công giáo ở dưới này. Rồi, đó là cha nói con vậy nha. Riêng về hai sư thầy, con phải cảm ơn hai sư thầy nha. Còn riêng về hai sư thầy, có ba chuyện sau đây cho nhắc. Chuyện thứ nhất là nhờ cái người này, Phật tử của mình, hôm nay mình mới biết lòng từ bi của mình, đợi một đêm một ngày, phải vậy không? Chứ nếu không có Phật tử mình bệnh, không biết cái lòng từ bi mình nó đang ở mức độ nào. Nhờ có vị này bệnh. Và người bệnh chính là khi mình gặp một người bệnh thì lúc đó mới thấy được cái tình thương của mình ở mức độ nào. Giống như Chúa Giê-xu đã dạy cho các tông đồ, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau yếu mới cần. Vậy người công giáo bây giờ đang quằn quại, đang trăn trở, đang vất vả, đang khổ sở, đang quằn quại trong cơn đau đớn mà giám mục đâu có cho phép. Vậy thì giám mục có phải là tông đồ không? Bởi vì con coi trong mạng con thấy sao vậy, con cứ thích trong mạng không, mà con nói sao mà tại cha làm từ bi mà sao không ai muốn đồng ý hết. Đó, con thấy đó. Khi một người mà đến đây đủ điều kiện, cha có đuổi họ không? Cha nói 11 giờ mà tới đây 11 giờ 4 phút là cha hơi bị rối rắm trong bụng cha. Cha nãy cha lên đây là 11 giờ 4 phút. Cha hẹn 11 giờ. Vậy thì hai vị này bắt đầu từ hôm nay trở về nhà, mình thấy được cái lòng từ bi của mình nó hiện rõ ở nơi lòng từ bi của Đức Phật. Thì cha nhắc hai sư cô, một là phải về thông báo cho toàn cái xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm đó biết thầy đã gặp được một nơi chữa bệnh. Thầy sẽ cố gắng dẫn các Phật tử của thầy đến đây, được không? Hả? Có khi mình nói người ta không nghe phải không con? À, thì con nói người ta không nghe thì thôi con chịu. Ừ, bây giờ không sao hết. Con về con cứ nói thôi. Giống như cha cứ nói thôi. Giống như cha cứ nói thôi. Rồi sẽ một ngày nào đó nước chảy thì đá mòn ha. Nước chảy tới đâu thì sẽ đá sẽ mòn tới đó. Cha về đây gần 5 năm thì theo nguyên tắc mà nói thì thế giới nó bỏ cha, thế gian nó bỏ cha, nó nói cha hư thối. Cha về mà nó hư thối đàn ông, mà nó hư thối phụ nữ, nó hư thối đã đành, đàn ông nó cũng nó hư thối nữa. Nhưng tại sao người ta biết cha? Là bởi vì cha thể hiện cái tình thương của cha. Cha nói bằng cái lời yêu thương cho nên nó sẽ vang dội trong lòng mọi người, sẽ có một ngày nào đó nó vang dội. Thì bây giờ rõ ràng là tất cả các tỉnh về đây, kể cả nước ngoài, Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản đang trên đường về, đang mạch, đang mét gì, Úc gì, Úc Châu gì, Mỹ gì đang chuẩn bị trên đường về đây để được chữa bệnh. Mà dưới một cái căn nhà như thế mà nước ngoài nó về nó nằm chữa bệnh. Ông Đài Loan cũng nằm trong đó. Không khóc con. Với một cái công nghệ này giờ con nằm ngoài trời cũng được, miễn là hết bệnh được rồi. Con có công nhận không? Miễn hết bệnh được rồi, nằm đâu cũng được con. Ngày mai tao về tao nằm máy lạnh. Ha. Miễn cái công nghệ này nó là thành công là được. Miễn ông cha không chấp nhận chữa cho tao là được. Nè. Vậy cha nhắc hai sư thầy, mình về quê của mình. Đó, ông đó, ông đi ra đó còn thấy không? Ngon lành đó không? Nói sao mà ông không khỏe? Đi tiểu phải không con? Theo con cho ông tiểu tại chỗ luôn. Ông muốn đi. Ông muốn đi. À vậy tốt quá con ơi.
tốt đó. Ở bên Đài Loan mà về vẫn ở nhà lá nha thương, đâu có sao đâu, miễn là ổng hết bệnh là được, không quan trọng. Vậy cha nhắc hai sư cô khi về đến nhà phải thông báo cho toàn cái quyền Dũng Liêm biết thầy đã tìm ra được một nơi để chữa trị, và nếu ai mà bệnh tật thầy sẽ dẫn đến đây này. Đó là cái điều thầy mong mỏi, cha mong mỏi nha. Và tiếp theo nữa, các sư thầy phải coi cái nơi này giống như là cái chùa của mình để cứu độ chúng sinh, để cứu độ chúng sinh. Chứ mình đừng tưởng cái nơi mình ở là cứu. Nếu nơi mình ở cứu được là cứu lâu rồi, cứu lâu rồi. Đức Đạt Lai, ấy xin lỗi, Đạt Ma Sư Tổ là đời thứ tư của Đức Phật. Đạt Ma Sư Tổ đời thứ tư của Đức Phật. Khi đó Đạt Ma Sư Tổ nói, khi đó Đạt Ma Sư Tổ nói với các tỳ kheo, các chúng sinh. Đạt Ma Sư Tổ nói bây giờ chùa, chiền, nhà thờ nó đã tục hóa hết rồi. Nó đã tục hóa hết rồi. Tức là nó theo thế gian hết rồi. Còn cha cái chỗ này nè, cha mới nói với các vị đang nằm đây nè. Cha cấm không cho ăn động vật trong này. Cha cấm giết con động vật ở trong này. Hiểu không con? Đây là cái vùng đất tinh tuyền. Vùng đất này chưa có nhuộm máu hồng ở trên này. Tức là chưa có bị cắt cổ con vịt, cắt cổ con chó, cắt cổ con gà, máu nó chưa có loang ở dưới đất. Dùng đất của cha đang đứng đây trị bệnh ở đây là dùng đất chưa có nhuộm máu hồng. Còn tất cả các nơi bây giờ là nhuộm máu đào, là nhuộm máu tanh hết rồi. Cha dặn mấy người ở đây nha, đứa nào mà cha thấy ăn động vật bằng con cá ở đây là chết nha. Cha không cho nó nhuộm máu tanh ở đây để cứu người, để cúng người, hiểu không? Để dành một cái vùng đất tinh tế khiết như vậy để cúng người. Đó là cái điều cha đang mong mỏi đó. Điều cha đang mong mỏi là mong mỏi đó là mong mỏi. Cha nhớ lại cái lời của Đạt Ma Siêu Tổ là đời thứ tư của Đức Phật. Nó là chùa, chiền, nhà thờ bây giờ nó tục quá hết rồi. Cha mới nhớ lại cái chỗ này chưa tục quá nè. Tuy rằng nó là nhà lá, nó là vách đất con ơi, nhưng mà cái vùng đất này chưa bị nhuộm máu đào, chưa nhuộm máu tanh, chưa ai cắt cổ con động vật, chưa ai cắt cổ con gà, con chó, con heo, máu nó rớt xuống này. Không phải mình tin gì đâu, nhưng mà cha muốn để một cái vùng đất trong sạch như vậy. Bởi vậy cha mới làm con lộ 1 tỷ đồng. Cha làm con lộ này tới 1 tỷ đồng nữa, đặng cho mọi người đến đây chữa bệnh. Đây là vùng đất này chưa nhuộm máu, cha mừng dữ lắm. Cha rất là vui mừng hơn quá. Thì cha mong rằng các sư thầy này về quê hương của mình hãy thông báo cho mọi người thân biết là như vậy nha. Rồi bây giờ cái phần cha nhận mệnh tới đây là kết thúc, nhưng mà còn phần còn lại là cha nói cho con nghe nè, con không có gia đình, vậy thì ai là người nuôi con? Con là gì? Con là cháu. Con có bảo lãnh được gì con không? Cha nói tiếp nè, nguyên tắc á là người bệnh tới đây nếu không có chồng thì có vợ, không có vợ thì phải có con ruột nha. Nhưng mà con không có chồng, con không có con hả? Không có chồng sao có con? Quên hỏi câu này chắc quá. Cha mẹ còn không? Anh chị em còn không? Cha hiểu hết rồi. Nhưng mà trâu sống không ai cầm cả, trâu ngã thiếu gì kẻ cầm dao con à. Bây giờ con nói con không chồng, không con, không nhà, không cửa, không cha, không mẹ, thử con chết cái rồi nó giác dao lại tới đây y đụng lên. Nó nói gì tôi, cháu tôi, má tôi, em tôi, chém không còn một đứa. Phải vậy không? Chém không còn một đứa. Cái vụ này cha biết quá mà. Vụ này cha biết quá. Vậy con có bảo lãnh được cô này không? Nếu nửa đêm nửa hôm mà cô trúng gió cô chết, ngoài trời trúng gió chết, rồi dòng họ bà con xuống đây chém từng người một, con có bảo lãnh được? Con bảo lãnh được. Tại vì lúc đi nuôi á là cũng vô bán chết thì là từ một mình con có quyền. Chưa chết con à. Chưa chết con à. Đến khi chết rồi mới thấy khó lắm. Hai sư thầy có bảo lãnh được. Nhà của con cũng chắc không có cái mất gì đó đâu thầy.
Thì hôm nay mình nói chuyện với nhau rồi, đâu có dễ gì giác dao xuống đây chém người ta con. Không có dễ đâu, nhưng mà mình phải nói trước, sư thầy đồng ý không? Mình phải nói trước, hai bà này tu, không có liên quan gì tới giờ thấy Phật tử dẫn đi. Rủi mà mai mốt bà này mà lỡ, đâu có biết ngày mai trúng gió chết. Trúng gió chết cái rồi bắt đầu dòng họ bà con chém hai bà này trước. Dẫn em tôi đi đâu vậy? Chém hai cái bà tà lẹt trong giáo này nữa. Nhưng mà chắc không đến đâu. Nó nói tà lẹt. Gia đình dòng họ tu. Hả? Dòng họ tu không à? Thì cha nói đó, trâu sống không ai cầm cả, trâu ngã thiếu gì kẻ cầm dao. Nó nói cái đám này từ cha đến sư đến thầy tà lẹt hết. Ách giữa đàn mang gông vào cổ con. Ờ. Con là người bị chém trước. Con coi trên mạng cái con thấy cha vậy cái con về con lo. Thì mình nói như thế để là bảo lãnh an toàn nha. Mình nói như vậy để mình bảo vệ nhau, để mình cứu thêm nhiều người nữa. Chứ không lẽ giờ chém cha cục cái đầu rồi, cha đâu phải sầm hưng rồi mọc thêm cái đầu khác. Sầm hưng nó mới mọc thêm cái nữa. Con cha là văng tường mà chứ phải sầm hưng. Nó chém cái văng cái tường rồi, văng cái đầu luôn chứ. Giờ này là văng đầu chứ mới văng tường nữa. Không nè. Vậy thì cha nói như vậy, tất cả mọi người chúng ta nếu mà chữa bả có bề gì thì mọi người chúng ta cùng gánh với nhau, sư đồng ý không? Em cùng gánh với nhau. Nhưng mà cha nói điều này cũng không thừa đâu, phải không nè? Không thừa mình nói trước, không thừa. Vậy con ơi, con phải ráng quyết tâm sống nha con. Quyết tâm. Rồi con là cháu, con phải ráng bảo vệ cha và các sư thầy và những người này. Bây giờ cuối cùng còn mình con bảo vệ đó. Cái đám này nhận mệnh này là có mình con là bảo vệ đó. Cha biết không ạ? Cha lung tung vậy chứ. Cha, cô con chết rồi là con bảo vệ đó. Mà con là tay yếu chân mềm mà bảo vệ em cha tường nghe thở ớn thiệt. Cha bảo vệ con không nói gì nữa. Nhưng mà giờ ngược lại con phải bảo vệ cha. Lúc đó là ra tòa rồi, nó nói tôi đâu biết, ông cho cái gì tôi uống thuốc gì giờ, gì tôi chết rồi. Thấy không? Thôi, mình cố gắng nè. Mình nói vậy chứ sự thể nó không tới đó đâu. Nhưng mà ở đời không biết được. Ở đời mấy đời bánh đúc có sư. Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Phải không nè? Cha với con là đâu có cha ghẻ không mà con. Cha ghẻ không. Mấy đời mà con mà thương cha ghẻ. Phải không nè? Cha thì thương con đó, nhưng mà mấy đời mà con thương cha ghẻ. Phải không nè? Cho nên mình nói với nhau để mình bảo vệ hai bà sư thầy này tội nghiệp người ta. Phải không nè? Người ta là thân gái, người ta đi tu rồi, người ta bỏ tất cả. Mình phải bảo vệ, lỡ có về gì mình bảo vệ. Cha nói như thế là cha chữa bệnh rất nghiêm túc. Nha. Cha nói như thế, khi nhận con rồi thì bệnh tật. Giờ đây con không phải trả tiền, giờ đây con không phải lo tiền. Mà hãy con bệnh rồi, cha di chuyển lên bệnh viện, cha cũng sẽ hỗ trợ con. Hiểu không? Đó là như vậy. Nha. Đó gọi là chữa bệnh yêu thương và cho. Cha không. Ở đây có nhiều bệnh nhân cha chữa, nhưng mà khi cần lên bệnh viện Trà Vinh là chưa đưa đi. Đưa đi đó thì lên đó là tốn 1 triệu với 2 triệu là trở về thôi. Nha. Rồi vậy đó ha. Rồi bây giờ vậy mình ký giấy ngay, chết là không ở tù nha. Cha nói trước rồi à. Rồi. Một người bệnh ký, một người nuôi ký và một sư thầy ký vô. Cha thì cha ký rồi đó. Cha ký rồi, cha ở tù rồi đó. Nói như cha ở tù rồi đó. Rồi các sư thầy, các lương y bên đây người ta ký nữa. Sư này ký, sư này. Rồi nha, như vậy là chị Lê Thị Ứng nè. Đã có pháp dân rồi, đã có giấy phép để chữa bệnh không tốn tiền. Cha đã ký cái mộc vô đây rồi. Thì coi như là mình không có phải chữa bệnh, không phải trả tiền. Rồi một người nuôi ký vô nữa. Ký để rõ. Ký tên, ghi họ tên. Cháu lo cho gì? Bảo lãnh cho gì? Con là cháu phải không? Rồi, ghi rõ tên để chữ là cháu ruột phải không? Cháu ruột. Bảo lãnh cho gì? Ghi rõ cái câu đó mà có bị gì tao lấy câu đó ra đó. Chứ sao?
phải vậy không? Cha đâu có để mấy hai sư với mấy bà gánh đâu. Cha nói vậy chứ cuối cùng cha gánh đó chứ ai gánh. Ở nhà cha mà chết thì cha gánh chứ không lẽ ai gánh, giờ cha đối xử ai? Thì ký vậy thôi, nhưng mà cuối cùng cha là gánh đó chứ không ai gánh đâu. Phải vậy không? Cuối cùng cha là gánh đó chứ không ai gánh. Rồi ok, bây giờ là coi như là chút nữa là quý thầy Lương Y sẽ ký tên vào đây. Bây giờ như vậy là tất cả chúng ta đã làm xong cái chuyện này rồi ha. Bây giờ có ai ý kiến gì không? Quý sư thầy có ý kiến gì không? Thầy có ý kiến gì không? Rồi như vậy thì chúng ta thống nhất ha, chúng ta vô chữa bệnh con không có được sai phát đồ nghe con. Ha. Cha nhắc kỹ con dữ lắm rồi đó. Ở đây cha đủ nhiều người lắm rồi con. Hãy sai phát đồ là sai đêm đủ đêm, sai ngày đủ ngày, sai sáng đủ sáng, sai tối đủ tối. Hãy cho phát hiện ra sai là cha đủ chứ không nói là ngày mai mới đủ. Cha nói rõ, miếng giấy đó là miếng giấy ký cam kết sai phát đồ là bị đủ. Rồi chết không được thưa kiện. Ha. Đó là những điều mà ở đây cha chữa nhiều dữ lắm rồi, không nói thêm nữa nha. Thôi bây giờ tất cả mọi người chúng ta đứng lên đọc kinh cảm ơn Chúa nha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các đặng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng như dễ vô cùng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Bây giờ mời hai sư thầy đưa bệnh nhân vào trong phòng khám với thầy Lương Y xong rồi chúng ta mới hết trách nhiệm nha. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị.